Chào các bạn. Trước mặt các bạn là cái sản phẩm bún tôm thập cẩm mà bà Sáu vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình cũng như công thức làm món này như thế nào nhé. Dear friend, in front of you is the finished product of Miss Shrimp Soup served with vermicelli, Mr. Sid just made. Now we invite you watch how to make this recipe. Dạ các bạn, hôm nay mình nhà bếp mình nấu cái bún tôm thập cẩm. Mình cần những thứ sau đây: 700g tôm này, 200g mọc, nửa muỗng cà phê bột tỏi, một muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh hành tím băm nè, 2 muỗng bột khoai tây, một muỗng canh dầu hột điều, một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê bột nêm, 1/3 cà phê muối nè. Cái phần đây thì mình bỏ vô trong cái máy mình xay đó. Bây giờ mình tới cái phần nấu thì bún đây chút xíu nữa mình lấy ra 500g mình luộc nè, 400g tôm nè, 200 đậu nè, cà ram đậu, 400 cà ram huyết, 1 ký xương với sườn đó, rồi 200 cà ram củ cải nè, ba cái đầu hành nè, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, một ít đường phèn để mình nấu cho nó ngon á các bạn. Thì bây giờ mình xay tôm. Tôm đây á mình xay rồi mình bỏ hành nè, bột nêm với đường muối, bột bắp nè, bột bắp đó, bắp bột khoai đây, khoai cũng được, bắp cũng được. Rồi mình nước mắm mình cũng cho vô nè, tổng hợp nè. Giờ mình cho cái tôm nó xay trước cho nó nha. Rồi bắt đầu mình cho mập tiếp. Bây giờ mình cho mọc vô này. Mình cho bột nêm tiêu rồi vô luôn, cho hết luôn. Rồi cho mọc vô luôn. Đó. Đó, chưa nhưng mà thấy cái mùi nó thơm á các bạn. Nó hấp dẫn ạ. Rồi bây giờ mình cho một ít màu hột điều vô nè. Rồi còn mình chừa ít để chút xíu nữa mình cho qua kia. Đó. Rồi bây giờ mình cho máy chạy chút xíu nữa là xong rồi. Rồi coi thử nó nhuyễn chưa. Cái này nó dẻo rồi các bạn.
Nhiễn à, bây giờ thôi bây giờ mình cho vô cái bọc này nè. Vô cái bọc này và mình đem mình để trong cái tủ lạnh đó. Rồi mình qua bếp mình luộc bún rồi mình sẽ nấu nồi súp các bạn ha. Các bạn nha. Rồi, bây giờ mình cho vô bịch nè. Bây giờ mình xay cái tôm xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình nấu súp nè. Thì cái súp đây xương đây á mình nấu rồi nè, mình lóng mỡ hết rồi đó. Bây giờ mình nấu cái lại đây đó, rồi mình cho gừng nữa nè, cho vài lát gừng vô cho nó thơm á các bạn đó. Đó, bây giờ mình nấu súp đó, nước đang sôi đó, mình cho vô đây là 3 lít nước nè các bạn. Rồi mình cho cái củ cải vô. Đây, cho củ cải vô nè. Nấu súp cho nó ngọt á các bạn. Đó. Xong rồi bây giờ đây bây giờ mình luộc bún nè. Mình cho bún vô. Mình lấy 500g bún. Trong đây cái gói này tôi 900g á các bạn. Bây giờ mình luộc mình nấu được cái bún 500g đó. Rồi bây giờ mình luộc bún rồi mình nấu nấu súp đây, mình nấu khoảng nửa tiếng hồi nữa là xong hết đó. Mình luộc bún nè. Nước nó sôi mình cho bún vô. Và bây giờ mình để cho nó luộc bún xong rồi mình nấu súp. Bây giờ mình coi bún á. À, bún được rồi đây. Bún được rồi. Bây giờ mình cho đường đường phèn bột nêm rồi đó, muối rồi vô. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra xả bún nè, xả nước bún nè, tắt lửa xả bún. Rồi cái xương đây giờ mình vớt ra nó mềm rồi các bạn. Đây bây giờ mình vớt ra đó, mình vớt ra rồi. Bây giờ mình cho mình bắt cái con tôm vô, mình dắt cái tôm bắt vô nè đó. Bây giờ mình cho ra đây đó, bây giờ mình bắt tôm vô nè. Cái mình, thay vì mình để trong cái tô mình múc cũng được, nhưng mà mình muốn bỏ đây cho khỏi dính tay á các bạn. Thì bây giờ mình dắt. Mình dắt nè. Bây giờ đó mình dắt từng con vậy đó, đó. À, thấy không? Rồi đó, bạn đó. Bây giờ mình cứ tiếp tục mình làm vậy. Cái tay mình nó hơi đau các bạn, giờ mình mình bóp hơi chậm phải không? Đó. Hay gì mình bỏ trong cái tô mình múc cũng được, nhưng mà mình bỏ ở đây thì nó khỏi dính tay đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình bóp mình cho cái xuông gần xong rồi đây đó các bạn thấy không. Đó thấy hấp dẫn chưa các bạn. Đây đó.
Đây. Xong rồi. Thì bây giờ mình cho tôm với cho ấy vô, cho tôm với lại cho đậu hũ đi vô nè, huyết là vô nè. Đó, thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Bây giờ mình cho tôm vô nè. Đó, mình thả tôm vô nè. Thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Đó, các bạn thấy không? Cái nồi bún đây là thập cẩm mà. Tôm có đầu cũng có nữa nè. Đây. Thấy không? Tôm có đầu nè. Đủ các loại tôm. Biết. Rồi tôi hủ vô luôn. Đó. Thấy hấp dẫn chưa? Các bạn thấy không? Đó, thấy không? Đây. Chẩn không? Đó. Rồi, bây giờ chuẩn bị cho ra thưởng thức. Cái đầu bún xong rồi các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Đó. Bây giờ mình cho hành lên nữa là xong nè. Nêm nếm là ngon lắm. Đó, giờ cho nè. Đây. Đó các bạn đó. Rồi, bây giờ mình múc ra mình thưởng thức cho. Đã xong rồi đó các bạn à, có nồi bún rồi đó. Rồi. Thưởng thức. Tắt lửa, xong. Các bạn, mình hôm nay mình nấu cái món bún tôm thập cẩm xong rồi. Cái món này các bạn biết không, xương rồi đó. Mình cũng mua về mình luộc, mình nấu hôm qua. Rồi mình để lóng mỡ rồi sáng mình đi lượt lại mà mình nấu nè. Rồi những cái thứ đây mình nấu mình sợ mỡ đó, mình làm chuẩn bị trước để cho mình bớt cái mỡ các bạn. Ở đây mình đó. Thì bây giờ hôm nay á mình mời các bạn ha. Cái bún tôm đây với thập cẩm đó mình ăn nè, rau nè. Bắp chuối cũng có nè, giá nè, rau thơm, rau xà lách đủ hết, rau quế là cũng đủ hết. Thì chanh, ớt. Thì bây giờ cái nước nè, cái nước me mình me đây á, thì mình cũng nấu mình để dành á, mình muốn mình xào me, mình xào cua, mình làm gì mình làm sẵn rồi. Rồi bây giờ hôm nay á mình múc cái nước me ra, hai muỗng nước me. Một muỗng nước sốt tương phở các bạn này mình quậy lại cho nó đều nè, nó chua chua đó. Bây giờ cái nước đây thì mình chấm nước sốt me nè, mình chấm như là cái tôm nè đó. Thì bây giờ mình mời các bạn ha, giờ mình ăn thử nè. Cái tôm này sao các bạn ha, nó ngon mà giòn giòn. Thì bún thì rau nè, mình ăn với rau. Thì hôm nay mình nấu cái bún tôm thập cẩm xong rồi á. Vậy mình trước sau 11 mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong thời gian qua đó thì chúc các bạn luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng phát tài phát đạt. Thì chúc các bạn thôi giờ cảm ơn các bạn, hẹn các bạn kỳ video kỳ tới hơn. Bye. Thank you for watching.